Dạ vâng, em Hiền Miu Auto xin kính chào quý khán giả và quý nhà. Trở lại video clip trong buổi sáng ngày nay thì em Miu Auto xin phép các bác như toàn thể quý nhà là đoạn video tiếp thị và tư vấn tới toàn thể quý nhà. Cặp loa CIF VRF VKF 12 cộng. Và ngày hôm nay thì em Miu cũng lên combo một hình karaoke với cặp loa CIF hàng bãi xịn cập bến tại trung tâm bên em Miu trong buổi tối ngày hôm qua. Thì buổi sáng ngày nay thì em Miu xin phép các bác là lên một combo của hình karaoke với cặp loa CIF VDUB 12 cộng. Với combo của hình này thì em yêu sử dụng một cục đẩy Martin hàng bãi xịn của anh LA1000, đặc biệt sử dụng một băng số Duty Acoustic X6 và một bộ mic Enly Pro. Với combo của hình này thì em yêu báo giá cho toàn thể quý nhà cân đối giá combo của hình này giá 26 triệu đồng. Em yêu bao hai chất cho toàn thể quý nhà với không gian từ phòng từ 25 đến 30 mét vuông. Em yêu bao chất bao ngày cho toàn thể quý nhà về karaoke cũng như đường nhạc quá nhá. Nói đến những cặp loa CF phiên bản VKF 12 cộng này thì được đánh giá một phiên bản limited, phiên bản cao cấp của dòng loa CF Bass 30 từ của nó từ 19 họng 76 các bác nhá. Đặc biệt sử dụng tép côn 44, tép của dòng hãng tép Carleton các bác nhá. Này thì em yêu cũng tối qua cũng review toàn thể quý nhá. Những củ bát của cặp loa CF VDUB 12 cộng. Đấy, hàng bãi xịn của bên em yêu các bác nhá. Màng chống nước các bác này. Đấy. Đặc biệt thì các bác nhìn cái phân trần cực gấu luôn. Các bác nhìn phân trần cực khủng các bác. Sóng trở nhôm và tất cả các quận cản cũng như tụ xứ tụ rất là nhiều. Đấy. Sử dụng tép Carleton côn 44, dòng tép nhập khẩu. Em đánh giá là hàng Carleton thì cũng dòng tép đó cao cấp, tép rất là hay, đúng ra lanh canh lách sách cực hay luôn đó nhá. Và thùng vách thì em Miu bao đẹp về cặp loa CF này, hàng bãi xịn tuyển chọn bên em Miu. Thì ngày hôm nay em Miu giới thiệu và tư vấn cho tất cả anh em combo của anh này giá 26 triệu đồng. Thì sau đây em Miu xin phép bác test một đoạn karaoke ngắn với combo của anh này quá nhá. Sau đây các bác đã trở lại với ca sĩ Quang Ca. Combo bên này thì các bác có thể sử dụng từ 25 đến 30 mét vuông. Bác có thể lẹ thêm cục súp để tạo lên độ tiếng dày cho âm thanh. Thêm một cục súp nữa để người bao chất tạo độ dày âm thanh và cao kê. Có ai nhớ về mây nhịp cầu che bờ áo đông đường dù mùa vì yêu thân cuối chân trời thân cánh cỏ bơi mic của nó rất là nhẹ luôn các bác nhá. Oh.
đã lâu lắm rồi tôi không về. Con người em gái biến bản đi mất tật, gặp loa như là loa xe tao không có đời dấu cho đời đêm và nỗi thơ cánh xưa ấy còn nỗi đi mòn câu chuyện ân tình vẫn chưa tròn trên nhịp cầu chỉ còn mình tôi vì người con gái ấy đã đi đánh chờ dày dặn bay bổng, đặc biệt sử dụng chép Carlton, dòng chép hàng đầu và thành dòng chép Carlton này nhé, sử dụng côn 44 tiếng bass rất sâu này, với combo bên nhà chỉ giá 26 triệu đồng, view vào hay bao chất tất cả anh em đấy, với sản phẩm em cũng nhiều phối ghép này, lắp đặt cho tất cả em với những vàng này, dù tiêu có tính X6, sử dụng chip analog 21375, xử lý tiếng đầu nhạc rất sạch sẽ, đặc biệt Echo KK thì quá tuyệt vời luôn. Vui đẹp làm sao tình yêu thương tiếng đôi cháu, tình vui gần bó ngọt ngào, ngày anh về anh phú cao kê trị giá 26 triệu đồng thì các bác lắng nghe với chất đoạn nhạc cũng như cao kê với cặp loa CF Verup 12 cộng phiên bản limited, bản cao cấp nhất của dòng loa CF Bass 30 từ 19-76, đặc biệt sử dụng tép Carlton côn 44. Các bác nào muốn sử dụng combo của hình cao kê này thì alo cho em Bill qua số máy 0973 096 520 và 0973 034 319 các bác nhé. Đấy, thì với cặp loa này thì các bác có sử dụng phòng từ 25 đến 30 mét vuông. Em yêu bao hay chất cho tất cả anh em dày dặn đậm đà về cao kê. Đấy, thì các bác có thể lên ghép một súp nữa để tạo độ dày cho âm thanh. Đấy, thì các bác nào nhu cầu sử dụng combo với này thì alo cho em yêu. Em yêu xin cảm ơn quý giả và quý anh em.